Xin được mến chào quý anh chị và các bạn. Dạ, lại rất là vui khi mà được gặp lại quý anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hiện tại em đang ở phía con đường Phan Đăng Lưu. Thì trong cái buổi chiều ngày hôm nay muốn gửi tới cho quý anh chị và các bạn những các hình ảnh về Sài Gòn trong cái ngày hôm nay. Và trong những các cái dịp cuối năm như thế này thì Sài Gòn của chúng ta tiết trời cũng đã bắt đầu là hơi se se lạnh rồi. Và thật sự là ngày hôm nay thì cũng rất là vui vì là cái khí hậu nó cũng tương đối là mát. Và nói chung là sắp tới thì dịp cuối năm rồi, cho nên thành ra là sắp tới là cũng chuẩn bị đến dịp Tết. Thì Tết đến thì nói chung là sang năm mới chúng ta cũng chuẩn bị đón một cái dịp Tết năm 2024. Và cũng bên cạnh đó thì cũng rất là nhiều những quý anh chị em cũng từ hải ngoại cũng đang chuẩn bị về nước để đón dịp Tết trong cái khoảng thời gian này. Sài Gòn của chúng ta ấy thì nói chung là cũng thay đổi dần theo từng ngày. Đây, phía bên tay phải của chúng ta là một cái nhà hàng tiệc cưới cũng nổi tiếng từ rất lâu rồi. Nói chung là khu vực này là khu vực của quận Phú Nhuận. Đây là một cái bãi xe này, phía bên tay phải là một bãi xe ô tô, một bãi đất trống, nên là thành ra là họ cũng tận dụng tranh thủ để làm một cái bãi xe ô tô này. Ở trong những các cái quãng thời gian như thế này, ở đây phía bên tay phải kia là khách sạn Tân Sơn Nhất. Cái quãng thời gian như thế này thì không biết được nhiều quý anh chị em Việt Kiều thì cũng đã chuẩn bị cho những các chuyến hồi hương tới đâu rồi. Khi mà trở về quê hương đất nước ấy, thì cũng nói chung là phải chuẩn bị rất là nhiều thứ. Trong những các cái quãng thời gian như thế này thì kinh tế của Sài Gòn của chúng ta nó đang đi xuống rất là trầm trọng. Về phía bên tay trái kia cũng rất là nhiều các cái mặt bằng mà họ cũng đã bỏ trống từ lâu rồi. Đấy, thì kinh tế của chúng ta nó đang xuống dốc rất là trầm trọng. Và trong những các cái quãng thời gian như thế này thì thật sự là Sài Gòn nếu mà để mà đi chơi thì không có thể nào mà vui được như ngày xưa đâu. Những các cái tụ điểm ăn uống, những các cái nơi vui chơi giải trí ấy, thì đã bị hạn chế đi rất là nhiều rồi. Tại vì là họ đã làm ăn thua lỗ, kinh tế nó không có được như cái quãng thời gian vừa qua. Dĩ nhiên thì nhà nước cũng như là người dân ấy, thì tất cả mọi thứ cũng đều đang cố gắng. Và nhìn chung một điều là bất động sản hiện tại bây giờ nó đang đóng băng rất là nhiều. Và cái câu hỏi đặt ra hiện tại bây giờ ấy, là với những các cái tình hình kinh tế như thế này và cái tình hình mà bất động sản nó bị đóng băng, hay là nói cách khác là nó bị sụt giảm rất là nhiều như thế này, thì cái người mà cái người mà chịu thiệt hại nhiều nhất là ai? Thật sự là đúng ra mà nói thì tất cả mọi thứ người dân của chúng ta, bên phía bên tay phải đây chính là quân khu 7 này. Ở đây chúng ta đi thẳng qua bên kia thì nó sẽ là cái công viên Hoàng Văn Thụ. Và đi lên phía bên trên kia chính là cái con đường Hoàng Văn Thụ, hay là con đường Võ Tánh ngày xưa á. Thì bây giờ là sẽ em xin phép được quẹo trái, quẹo phải sang bên này để tới đây. Đây chính là cái khu vực doanh trại quân đội quân khu 7 này. Phía bên tay trái kia chính là sân vận động quân khu 7. Thì ở cái khu vực như thế này sẽ là cái khu vực để đi ra tới với phi trường Tân Sơn Nhất. Nói chung là rất là quen thuộc với chúng ta thôi. Thì cũng buổi chiều ngày hôm nay thì cũng sẵn tiện là em đi ra phi trường Tân Sơn Nhất để cập nhật những các hình ảnh cho quý anh chị và các bạn là ở tại phi trường Tân Sơn Nhất ấy. Thì cũng sẵn tiện đây thì gửi tới cho quý anh chị em những các cái hình ảnh
ở tại các cái khu vực quen thuộc như thế này. Và có thể nói ấy, thì quay trở lại với cái vấn đề mà bất động sản cũng như là nền kinh tế đang bị suy thoái như thế này, thì người dân của chúng ta chính là những người mà chịu ảnh hưởng đầu tiên và chịu thiệt hại rất là nhiều. Và khi mà bất động sản đóng băng ấy thì cái điều mà đặc biệt chính là những người mà đầu tư đấy, những người mà đầu tư rất là nhiều những bất động sản để đến bây giờ nó chững lại như này thì cũng là một cái bài học rất là lớn. Và thực sự là bây giờ nếu như mà làm về bất động sản thì cũng không còn là một cái nghề hot nữa như ngày trước nữa đâu. Bất động sản ở Việt Nam bây giờ hiện tại bây giờ đóng băng, thì cái điều này á cũng cần phải dành cho tất cả của chúng ta những các cái điều để chúng ta ngẫm nghĩ lại, và chúng ta phải chậm lại một chút, bởi vì là bất động sản nó không có thể nào mà nó cứ thế nó tăng mãi được. Nó chỉ có thể nó tăng tới một cái ngưỡng nhất định nào đấy thôi, rồi nhà nước của chúng ta sẽ phải có những các cái phương án nhất định để tránh cái hiện tượng mà đầu cơ về bất động sản. Thì nó rất là nguy hiểm, nó làm cho bất động sản nó tăng cao, và khi mà cái giá bất động sản nó cao quá, nó sẽ dẫn tới tất cả những các cái tình trạng mà nó làm cho những người mà thu nhập bình quân đó, những người thu nhập ở mức độ khá sẽ khó mà tiếp cận được với nhà ở hơn so với những người giàu có. Người giàu thì thôi em cũng không nói làm gì. Ở hiện tại đây em đang ở trên cái con đường Trường Sơn đấy, để nối thẳng ra với phi trường Tân Sơn Nhất. Và lại tiếp tục với cái câu chuyện đấy, thì trong cái thời gian tới ấy, nhà nước chúng ta cũng sẽ có những các phương án định danh số nhà để sẽ minh bạch hơn những người nào có bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu miếng đất, thì lúc bấy giờ sẽ tránh được những cái hiện tượng mà đầu cơ đất đai nhiều hơn. Em xin phép được ngựa phải sang cái con đường Tiền Giang. Đây chính là con đường Tiền Giang. Em ngựa phải tới đây để xin phép được gửi tới quý anh chị và các bạn những các cái hình ảnh của cái khu vực mà gần sân bay này. Có lẽ là cái ngày xưa ấy thì rất là nhiều những quý anh chị cũng ở gần đây rồi, ở cái khu vực gần sân bay như thế này thì cũng rất là quen thuộc với chúng ta. Bản thân em thì trong cái quãng thời gian đầu mới khi mà vào Sài Gòn thì cũng đã từng ở đây, đã từng ở cái khu vực này. Nói chung là nó cũng tương đối là thân quen. Và ở đây thì hiện tại bây giờ cái giá bất động sản ở đây nó rất là khó, nó rất là cao. Cũng một phần là do cái quãng thời gian vừa qua mà bất động sản nó leo thang ở khắp nơi trên cả nước mình, chứ không chỉ ở đâu. Đây chính là con đường Lam Sơn này, quý anh chị này. Đây, khu vực này chính khu vực con đường Lam Sơn. Đấy thì bất động sản nó tăng cao đến như thế, nên thành ra là cái thời gian tới thì cũng hy vọng rằng là bất động sản nó sẽ cũng sẽ có những các cái phương án mới để tránh cái hiện tượng mà đầu cơ bất động sản. Thì người giàu thì có thể sở hữu rất là nhiều nhà, dẫn tới cái tình trạng mà bây giờ sẽ rất là nhiều nhà sẽ bỏ không, bỏ trống ở đó, và sẽ làm ra cái tình trạng mà phí phạm. Người thì không có nhà ở, còn người thì lại dư thừa thãi để trống đó, nó rất là phí phạm. Và cái giá bất động sản tự nhiên cái nó lại trở nên nó tăng cao, thì nó khiến cho cái sự tiếp cận của người dân, những người mà có thu nhập trung bình, sẽ khó tiếp cận được với nhà ở nhiều hơn. Và trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì nói chung là em cũng gửi tới những các hình ảnh về Sài Gòn thân quen đối với chúng ta trong những các cái khoảng thời gian này. Và cũng xin phép được là đưa tới những các cái thông tin để cho tất cả chúng ta, quý anh chị và các bạn
sẽ có những các cái nhìn khách quan nhất về Sài Gòn cũng như về đất nước của chúng ta. Nói chung một điều là ở trên kênh YouTube của em thì có rất là nhiều những khán giả, đặc biệt là những quý anh chị em Việt Kiều ở hải ngoại. Và nói chung là cái thông tin mà em muốn gửi tới để cho nhiều quý anh chị em Việt Kiều sẽ có những các cái những các cái nhìn khách quan, nói chung là những cái hình ảnh để nhìn lại quê hương đất nước. Còn bên cạnh đó thì cũng có một số những người mà phân biệt vùng miền các thứ thì nói chung là em cũng cảm giác cái điều đó. Bản thân em là một người mà người Bắc, nhưng mà em cũng đã sinh sống ở tại Sài Gòn này cũng đã rất là lâu rồi, hơn 10 năm nay rồi. Cũng không phải là một thời gian lâu lắm, nhưng mà nói chung là cũng là đủ để mà đủ để dành ra được những các cái nguy hiểm. Em đi là em vừa xém và đâm vào một người kia. Nói chung là cũng lỗi do mình thôi. Mình đi xe thì em có đi sang đường này không có xi nhan. Nói chung là lỗi tại mình. Ở đây em xin được vòng ra cái khu vực này để tới với khu vực phi trường Tân Sơn Nhất. Quay trở lại cái vấn đề hồi nãy em đang nói thì nói chung là rất là nhiều người thì cũng có cái vấn đề phân biệt vùng miền. Thì vùng miền nào đi chăng nữa cũng đều là đất nước của chúng ta thôi, cũng đều là người Việt của chúng ta. Nên là chúng ta cũng không có nên đánh đồng và không nên phân biệt các cái vấn đề như thế nữa. Có thể quý anh chị không có thiện cảm với người Bắc thì chúng ta cũng có thể tùy. Quý anh chị em không có thiện cảm thì quý anh chị có thể đi tới nơi khác, đi tới kênh khác để theo dõi. Còn đối với bản thân em thì em cũng làm những các thông tin khách quan nhất để gửi tới quý anh chị thôi. Đấy, và nói chung là như thế. Thì video của em tới đây thì cũng xin phép được tạm dừng. Phía trước thì cũng đã là phi trường Tân Sơn Nhất rồi. Và em cũng xin phép được đi xe được vào phía bên trong phi trường Tân Sơn Nhất để cập nhật những các cái hình ảnh gửi tới cho quý anh chị tại phi trường trong cái ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị em Việt, xin chân thành cảm ơn quý anh chị em, và xin hẹn gặp lại tại những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.